Chào mừng quý vị đang đến với chương trình sàn chiến giọng hát hài hước. Lum nói đi em. Dạ. Giọng hát đây có phải là giọng hát khủng của đêm nay không? Anh có mong chờ không? Tôi không mong chờ, chắc chắn là như vậy. Trời. Anh Long, anh đứng kế bên em, anh nghe cái hơi em sao? Anh nghe cái hơi của em chợ búa. Quyết liệt. 16. Anh Long 16. 18. Chị Dương 18. 20. 22. 24. 26. 26 rồi. Những tình huống khó đỡ. Long về đi anh. Anh sẽ không về. Về quay lại. Anh giận anh đi luôn. Anh không về thì anh mất cách xe thôi. Những câu chuyện vô cùng cảm động. Nhất là khi mà nghe em nói cái giọng Quảng Nam á, làm cho anh nó tràn đầy cảm xúc, nó nhiều cảm xúc lắm. Bài hát của em là một tuyệt tác. Những tài năng đa sắc màu. Biết luôn đó. What I need. Này anh em đó, anh đó là gì? What I need. Còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Quê hương mình đẹp lắm, những đêm trắng dằm nghe tiếng mẹ ông. Sàn chiến giọng hát phát sóng lúc 20:30 ngày 16 tháng 11 trên kênh VTV3.